Hello, em Xuân Thủy nhà đất Gia Lai. Xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem cái video clip trên cái kênh bất động sản nhà đất Gia Lai. Hôm nay em lại giới thiệu với quý anh chị một cái lô đất bé thôi, diện tích chỉ có 2 hectare thôi mà bám suối thì khoảng 50 mét. Xin thưa quý anh chị, đây là cái ngã ba đường rẽ vào, đường rẽ phải là về xã Gia Nâu khoảng 4 đến 5 cây số, còn rẽ trái là chạy ra xã Iaga, còn từ cái lô đất này vào có khoảng tầm 4 cây, xin thưa quý anh chị nhé. Và thẳng cái đường này là đi vào cái lô đất là đường đất là 4 km, xin thưa quý anh chị. Tọa lạc tại xã Ia Lâu, huyện Chư Bà Đông, tỉnh Gia Lai, cách quốc lộ 14 khoảng 4 đến 50 cây, cách sân bay Pleiku khoảng tầm 70 km, xin thưa quý anh chị nhé. Và lúc thì cây, lúc thì km, nói cho nó nửa tây nửa ta các bác. Đường đất như thế này vào bên trong khoảng 4 km, xin thưa quý anh chị nhé. Và hiện nay là mùa mưa, đường nó rất là hoành tráng đấy, cho nên là các bác mà đi xe máy vào đây mà loạn quạng vào những cái chỗ lầy kia là phải đủn mới qua được các bác nhé. Còn hiện tại thì cái đoạn đường là đường xấu nhất từ ngoài vào đấy. Cái lô đất 2 hecta thì hiện tại là 4 km đường đất, đường khó như thế này thì nó mất có một đoạn này vài trăm mét thôi đấy. Còn trong thì đường cát, nó đường xoáy. Đấy, cho nên là đi nó cũng dễ đi thôi, nên đoạn nó khó nhất. Và đây là hình dạng cái lô đất, xin thưa quý anh chị. Và đây xin thưa quý anh chị là cái lô đất hiện tại em đang đứng ở gốc cây với lại hai con vợ. Đấy, hiện tại này bây giờ em bắt đầu em quay cho mọi người xem cái lô đất này. Hiện tại là cỡ khoảng tầm 7 đến 8 sào là hiện tại là bây giờ vẫn còn cái diện tích là cái cây rừng cây bụi như thế này. Đấy, còn diện tích thì khoảng tầm 1 ha2 là hiện đang trồng mì. Cái khu vực đất này nó không được đẹp đâu, đất chủ yếu là đất đất xoáy đây, xin thưa quý anh chị nhé. Đất xoáy và cát trắng. Hiện tại nó chỉ được cái là nó bám suối khoảng 50 mét thì nó thuận tiện đường ô tô vào đến nơi, nhưng mà hiện nay mùa mưa là ô tô không vào được, chỉ đi xe máy thôi. Và có cái bờ suối thì nước miên man, xin thưa quý anh chị. Khu vực này thì đất thoai thoải xuống, rất là phù hợp cho quý anh chị mà trồng trồng cây lấy gỗ hoặc là những cái cây gì mà nó chịu hạn một chút. Đấy, chẳng hạn như trồng bạch đàn, trồng xà cừ hay trồng cây lấy gỗ. Đấy, còn khu vực đất dưới kia thì đẹp đẹp một tí thì họ đang trồng mì rồi. Khu trên này đất thì nó rất là xấu các bác nhé. Đấy, nói chung là đất 50 triệu thì nó cũng chỉ có cái giá như thế này thôi. Hiện tại những cái chỗ bên trái thì là những còn cái cây rừng mà người ta chưa cày vì đất nó cũng xấu nên họ cũng không canh tác, còn chỗ nào canh tác được đẹp đẹp thì họ cũng đang trồng sắn trồng mì rồi, thưa quý chị. Với cái giá là 50 triệu một hecta, khoảng đấy, nói chung là khoảng là 100 triệu là 2 hecta, cũng có thể là thương lượng các bác nhé. Đấy, em quay cái lô đất này chỉ lấy tiền điện thoại thôi. Đấy, cho nên là cái lô đất này thì giới thiệu những bác nào không có tiền hoặc những cái hộ gia đình nào mà nghèo thì thôi cứ chấp bỏ ra 100 triệu là có đất ở để ở và sinh hoạt. Và con mua thêm thì mua xuống dưới kia thì đất nó đẹp hơn. Hiện tại khu vực này các bác cứ làm nhà tiền chế rồi làm nhà sàn hay là làm nhà ở đây là vô tư, thuộc đất là đất sản xuất. Hiện tại là khu vực này là bên xung quanh thì quy hoạch là đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm. Còn khu vực này thì nó quy hoạch là đất sản xuất trồng lúa. Nhưng hiện tại là khu vực này là lúa thì làm sao mà trồng được, nó rất là cao, cho nên không trồng được lúa. Thì quý anh chị sau này có xin chuyển đổi mục đích sang trồng cây lâu năm thôi. Còn hiện tại bây giờ là chỉ có giao dịch giấy viết tay với cái giá là 100 triệu 2 hecta, chỉ có bớt nộp được các bác nhé. Đấy, đây là suối này, đấy suối thì to miên man, nước thì gọi là suối nước đục các bác ạ. Hiện tại là bám vào suối khoảng tầm 50 mét vào suối. Đấy, mùa khô thì cái khu vực này là nó cũng cạn vào cỡ khoảng 1 tháng. Đấy, hạn hán là thường là 1 tháng là bị cạn nước vào mùa khô các bác nhé. Khu trên cái lô đất này một đoạn thì họ đắp một cái đập và họ dòng nước về để trồng lúa ở bên trong cái lô đất này. Cái kênh của thủy nông thì nó đi sát của cái lô đất này các bác ạ. Nếu như các bác mà sau này mà cái kênh nó ok, các bác chỉ việc là xả nước vào cái lô đất này thôi. Thì hiện tại bây giờ thì nó bị vỡ một cái đập rồi. Đấy, vừa rồi cái đập để đắp thủy điện ở đây nhưng mà nó bị vỡ đập. Đấy, cho nên là nó trôi hết đi rồi. Đấy, bây giờ không biết là họ có làm lại không. Và hiện tại thì cái bờ kênh nước của thủy nông thì vẫn đi qua mép của cái lô đất này. Đấy, cho nên là cái lô đất này thì nếu như mà họ thành công thì cái khu vực này là nước là tháo từ ở trên cao mà chảy xuống chỗ trũng, bởi vì là cái kênh nó đi ở đầu lô
mà chỗ cao nhất các bác nhé. Đây em đã bay dập nùi Flycam về cái chỗ là cao nhất và giáp với cái kênh thủy nông, còn phía dưới giữa màn hình dưới kia thì nó là cái bờ suối. Xin thưa quý anh chị, hiện tại là khu vực này nè, các bác là hiện tại là bây giờ dùng điện mặt trời và là bơm nước sông thôi. Đấy, còn bây giờ khu vực này là không có điện đâu. Đấy, cách xa 4-5 cây số cho nên là không thể kéo điện vào đây được. Và em cũng xin nhắc lại là cái nô đất này cho quý anh chị một lần nữa để đỡ quên, diện tích là khoảng 2 hecta với cái giá 100 triệu có thương lượng nhẹ. Và cái nô đất này hiện tại là cách đường bê tông được khoảng 4-5 cây. Đấy. Và có cái bờ kênh thủy nông nước nó dẫn vào mép của cái bờ ruộng của cái nô đất này. Đấy, đất này thì nói chung là cũng không được đẹp đâu. Chất đất thì nó cũng đất đen pha cát. Đấy, nhiều chỗ nó vẫn còn hơi rừng một chút. Đấy, cho nên là đất nó không được đẹp. Rất phù hợp cho những cái hộ gia đình nghèo và không có tiền thì phải chấp nhận mua cái mảnh đất bé và cái giá rẻ như thế này. Thì nó rất là ok. Xin chào các bác nhé. Rồi bây giờ em sẽ nia một cái góc máy quay xuống bờ suối và em sẽ lượn xuống bờ suối một lần nữa để cho mọi người xem cái dòng suối. Phía bên dưới của cái nô đất này và trong của cái góc dưới kia thì đất rất là đẹp. Đẹp hơn cái nô đất này rất là nhiều. Không có đá mà đất thịt rất là đẹp. Đấy, khu vực bên trong. Còn khu ngoài này thì họ đang giao bán thì nói chung là rất thuận tiện về đường xá, nhưng mà chất đất thì lại quá kém, không thể bằng bên trong được. Nói chung là trồng trọt phải phân do hoặc là phải cải tạo, chứ còn hiện tại là nó gần như là họ bỏ hoang rồi. Cho nên là hiện tại là cái nô đất này nó rất là xấu. Vậy ai có nhu cầu mua cái nô đất xấu này thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình.